Dạ rồi, em xin chào tất cả các anh em đã đến đầu câu trường tiếng của em nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến em con máy, tất cả các lô máy anh em. Nói chung là vài ngày tới thì em về rất là nhiều anh em à. Máy cần rất là nhiều. Thì anh em cứ theo dõi kênh của em nha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em xin một cái nút đăng ký nha. Đó, và một cái nút like. Đó, rồi em cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì riêng cái lô máy này á, giá em bán á, là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em à. Phí vận chuyển của đơn máy là 30 đến 35 ngàn một đơn tùy vào khu vực giao hàng của anh em nha. Anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em theo hai số điện thoại 05 220 220 30 và 0968 74 74 33 nha anh em. Hai cái số đó đều có Zalo hết, nhưng mà anh em kết bạn Zalo 74 74 33 giúp em nha. Tại cái Zalo 2030 của em thì nói chung là nó gần full full kết bạn rồi. Nên anh em thông cảm cho kết bạn giùm em cái số 74 74 33 nha. Rồi giới thiệu anh em con máy đầu tiên là con máy lua tay phải anh em à. Một con máy lua tay phải nha. Con này hãng của nó là hãng SSM. Nói chung là dòng này dòng đẻ tiền anh em, dành cho anh em mới tập lua nha. Lừa cước đây. Nói chung còn khá là ok á anh em. Con này short mat nha anh em, made in Korea. Made in Korea nha anh em. Quay khá là nhẹ anh em à. Rồi con máy này mã số của 255 giá 250 nha. 255 giá 250 ngàn thôi anh em. Tới 256 là con máy ngang tay phải luôn. Con này hãng ORK. Con này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Con này có hai chế độ đây, chế độ bóp vô là anh em quăng á, quăng bóp quăng nha. Còn chế độ thả là bật xuống chữ on nè. Anh em bóp trên là thả dây, buông ra là vĩnh dây lại nha anh em. Ở này chế độ thả. Còn chế độ quăng anh em bật lên là quăng lua nha. Lừa cước ngon anh em à. Cái này đá xít luôn. Đá đá sám nâu chứ, người đá sám nâu anh em. Quay khá là ngon anh em. Con này mã số 256 giá 180 nha. 256 giá 180 thôi. Tới 257 nha anh em. Con này con mấy câu vít nha anh em. Con này câu vít. Hệ thống ABS cho anh em luôn. Lừa cước ngon đây. Con này mấy câu vít. Con này con Shimano Super 400, size 400 nha anh em. Con này made in Japan. Japan 257. Quay rất là ngon tay phải. Con cuộn dây bi ơn đây luôn. Máy nói chung còn khá là ok. 257 giá 280 thôi. 257 giá 280 ngàn nha anh em. Một con máy Shimano. Ngoại hình nói chung có chày nha. Ngoại hình có chày nha anh em. Tới 259 nha. 259 này con máy lua tay phải luôn. Con này 2 cát. Hàng Korea nha anh em. Con này cũng có hai chế độ quăng thả và quăng. Bật lên đây là quăng đây. Đó. Bật lên đây bóp là quăng nha. Thu vô đây. Thả là bật xuống nha anh em. Bóp vô là thả dây nè. Buông ra là giữ dính dây lại nha. Nói chung máy nói chung khá là ngon. Khá ok anh em. Mấy con máy này dành cho anh em mới tập câu là ok nha. Lua máy máy ngang anh em. Con này là 259, 258 nha. 258 để anh em giá 250 thôi. 258 giá 250 ngàn nha anh em. Nói chung quay rất là ngon nha anh em. Tới tới 259 này con máy máy ZB Phát Pin 10 anh em, hãng tắt tiết Android. Con này size tương đương 1.500 thôi, vô lăng đây, sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Mùi sống nha nè. Thân nồi ta quay đều bằng carbon pha hết. Quay nói chung khá là ngon, êm. Chế độ hai chiều bật qua nha. Một chiều bật lại. Con này made in Korea nha anh em. 259 giá 150 thôi. 259 bán cho anh em 150 ngàn nha anh em. 150 ngàn thôi. Tới 260 đây con máy Shimano Accord 2000, size 2000 nha. Made in Malaysia. Thân nồi carbon ta quay kim loại. Gạt cước ngon lành. Vô lăng đây. Vô lăng đây thì nó hơi tan tí xíu nha anh em. Không sao, câu kéo vài bữa nó hết thôi. Đó. Vô lăng còn chạy tốt nha.
Nè anh em câu kéo vài bữa nó hết thôi nè. Nó nhả cái tan ra thôi. Cước nó cạy nè, nó dài chạy cà nó nhả tan thôi. Con này cước số 2 150 m, 300 m, 470 m nha anh em. Tay quay cũng khá là đẹp á, quay đây. Trời quay im gu anh em, con này quay rất là nhẹ. Êm, chế độ 2 chiều bật qua. Một chiều bật lại. Con này mã số của nó 260 giá 280 anh em. 260 để anh em giá 280.000 nha, 280.000. Đổi tay trái phải nha anh em. Mấy cái máy đứng này đổi tay trái phải, chứ có máy ngang không đổi tay trái phải được thôi. Con này con hộp dịch đây, tay quay bên phải không đổi tay được luôn. Cái này sao nó dặn không được anh em. Nó cứng quá. Ôi da, dạ, ra được rồi nè. À. Con này quay khá là ngon anh em. Bóp là thả bóp vô thả ra nó sẽ hút vô. Quay là cái này đá này ra nha anh em. Quay cái đá này ra. Nói chung máy nói chung là hoạt động bình thường ngon lành. Ok. Quay đây. Nói chung mấy cái máy này dành cho anh em sưu tập nha. Hơn gắn số bắn cá thôi. Còn ở đây qua No 1 USA. Con này gì Japan đây, hàng tay qua Nhật Bản mà xuất qua Mỹ nha anh em. Xuất Mỹ khá là ngon. Con này 261 nha, 261 để cho anh em cái con này giá là 261 để anh em giá con này là 350k nha anh em. 350.000. Tới 262 đây, con máy Ryobi RS0 size tương đương nó khoảng 5.500-6.000. Made in Japan anh em. Nồi carbon, thân kim loại, tao quay kim loại nha. Quay đây. Quay khá là ngon á. Chế độ 2 chiều bật qua. 1 chiều bật lại nha anh em. Mô viên sóng. Gạt cước ngon lành. Vô lăng đây, sáng đẹp. Cốt đây, khá là sáng nha anh em. Còn rất là mới á. Rồi, hồi nãy em có điện thoại nha anh em quay tiếp tục nha. Đó, con này thì Gato 3.8 size 5.500-6.000 nha anh em. Quay đây. Quay chung khá là ngon. Đó, gặp tay đây, chế độ 2 chiều đây. Ngon lành anh em à. Con này mã số 262 giá 300 nha anh em. 262 giá 300k cho anh em thôi. Đó, con này nói chung là ngoại hình cũng ok, ổn nhưng mà giá ok nha anh em, giá rẻ nha. Tới 263 đây. Con này đây qua ST1000. Size tương đương nó size 5.000 anh em. 5.000 anh em à. Made in Japan nha, mã 263. Con này cước số 4 3 250 m, 5 200 m, 6 150 m anh em. Ngoại hình nói chung là có chày nha, thân nồi carbon tao quay kim loại. Con này quay nói chung còn khá là ok á. Không có nghe tiếng kêu te te nha anh em. Chế độ 2 chiều đây. Không có nghe tiếng kêu te te. Máy thì nói chung là chày, có chày, mô bình sống đây nè. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Con này 263 cũng giá 300k cho anh em thôi, size 5.000 nha. 263 giá 300.000 thôi anh em. Tới 264 nha. Con này con máy Olympic No 97, Buster size tay phải nha anh em. Không đổi tay được, made in Japan. Con này bị mẻ chút xíu ở đây nha, mẻ chút xíu ở đây nhưng mà gắn vô cần bình thường anh em, không có ảnh hưởng gì nha. Con này chuyên cho anh em để anh em sưu tầm nè, câu cá lóc nha anh em. Anh câu dạng câu nhấp á, câu mà dạng không phải là câu lua nha anh em, câu lua dùng máy nhỏ nhẹ. Còn câu này dạng câu nhấp mà đánh anh em thường dưới miền Tây thường nhấp lóc á, thì con này rất ok. Phô lăng đá sứ nha anh em, gạt cước ngon lành. Mô bin sống đây, nồi nó bằng carbon nhựa nha, nó bằng nhựa. Nhưng mà nó có pha tỷ lệ carbon trong đó để cho cái nhựa nó cứng hơn nha anh em. 264 giá 300 luôn anh em, 264 giá 300k luôn. Con máy đây. Máy quay khá là êm. Tới 265 đây. À quên nữa. Con này size tương đương nó khoảng 5.000 nha anh em, 5.000. Không số cước không có anh em.
T265 nha. Con này con máy Shimano DUS 4000. Size tương đương 6000 nha anh em. Mô bin sống đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành nha. Thân nồi tay quay đều bằng kim loại hết. Đổi tay trái phải nha anh em. Made in Giao Bằng. Quay ngon, ngon ngon lắm. Quay em gu à. Chế độ 2 chiều bật qua, 1 chiều bật lại nha. Tổng thể đây, tổng thể nói chung khá là êm. Con này mã số của nó là 265 giá 480 nha anh em. 265 giá 480, sử dụng hai mặt đạn, nồi không có thông số cước nha anh em. Nồi không có thông số cước. 265 480 ngàn thôi. Máy màu cam nói chung khá là sáng đẹp á. Tới 266 đây. Con máy này là máy IC2000, con này hãng Ryobi nha anh em. Made in Sao Bằng. Mô bin sống này. Vô lăng đá sứ nha. Gạt cước ngon lành. Chỗ này để anh em móc dây móc vô để cho nó vịn dây lại nha anh em. Móc vô đây, gãi lại thôi. Nói chung là khá là ngon á. Ngoại hình 6, size tương đương khoảng 5.000, 5.5 nè, 5.5 nha. Size 5.000, 5.5. Quay khá là ngon anh em à. Chế độ 2 chiều bật qua, 1 chiều bật lại nha. Con này cước 6 230m, 7 200m ta nha anh em. Đó. Nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại. Ngoại hình nói chung chày khá là nhiều quá. 266 này để cho anh em con này giá 300. Nhưng mà thôi con này hơi xấu anh em, size 5.5 6.000 á. Để anh em 280 thôi. 280.000 thôi. 280k nha anh em, 266 giá 280.000. Tới 267 nha. 267 này con máy Daiwa ST0 Gato 3.8 anh em à. Nồi carbon nha. Thân kim loại, tay quay kim loại. Mô bin sống này. Gạt cước ngon lành. Quay êm. Quay êm nha anh em. Chế độ 2 chiều đây bật qua, 1 chiều bật lại. Tổng thể cái máy đây. Nói chung là con này Giao Bằng nhưng mà quay nó không êm lắm nha anh em. Cái nghe tiếng chùi re nó hơi bị chát tai. 267 này để bán cho anh em 250 thôi, giá rẻ nha anh em, size nó tương đương khoảng 6.000. 250. Cước 4 270m, 5 210m, 6 170m nha anh em. 267 này giá 250.000. Tới 268 đây. 268 này con máy Ryobi RX Top 10 Ryobi RX 10B nha anh em. Size này tương đương 5.000, ngoại hình 6 nha. Nhưng mà câu kéo ngon lành anh em, câu kéo bình ngon lành nha. Mô bình sống đây. Vừa Made in Giao Bằng. Con này quay nó hơi rít nha anh em, con này sẽ vô dầu lại, chưa vô dầu. Giá mềm cho anh em về xử lý nha. Con này anh em về sơn lại, vô dầu vô mỡ lại hết nha. Để anh em 200 thôi. Ok anh em, con này anh em về vô dầu là ngon liền luôn á. Size 5.000. Cước 5 250m, 6 180m nha anh em. 268 giá 200. 268 để anh em giá 200k nha. Tới 269 đây. 269 này con máy MB Pin 2000. Nó ghi 2000 với size con này chắc cỡ 1000 anh em. Máy nhỏ xíu à. Nó ghi 2000 với size này cỡ 1000 thôi. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Mô bin sống đây. Rato nó 5.2 nha anh em. Rato 5.2 con này lua ngon à. Con này lua êm nha. Hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em. Máy quay rất là ngọt. Đó, im lệm luôn nha. Chế độ 2 chiều bật qua, 1 chiều bật lại nha anh em. Mô bin sống đây. Vô lăng sáng đẹp. Rồi con máy là mã số 269 giá 160 anh em. 269 giá 160, nồi nhôm nha. Thân carbon, tao quay kim loại. Tao quay carbon luôn nè. Nồi nhôm, thân với tao quay carbon nha. Đó. 269 giá 160.000 thôi. T270 là con máy con này con Shimano Dream Delusi DS1 anh em, size tương đương 5.000, Made in Giao Bằng. Nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại nha, mô bin sống đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành anh em à.
quay êm. Con này quay êm gu à. Chế độ hai chiều bật qua, một chiều bật lại. À, mô bình sóng nồi xay, nồi tiếng kêu nghe hơi nhẹ, hơi nhỏ anh em. Cái cò ở trong nó còn nhưng mà nghe hơi nhỏ. Đây, à, cò trong còn, anh em về thì chỉnh lại nha. Đá nghe hơi nhỏ anh em ạ. Rồi con này cước 4 220 m, 5 175 m nha anh em. Con này 270. 270 để cho anh em con này giá là 350.000 thôi. 350.000. 270 giá 350 nha anh em. 350.000. Tới 271 nha. 271 này con máy đuôi chuột đây, đây qua XT 1.000. Size này tương đương khoảng 5.000. Mô bin sóng đây. Nồi đây anh em. Ừ, cốt trợ lực cho anh em luôn nha. Con này có cốt trợ lực luôn. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Thông số cước đâu. Cước 5 200 m, 6 150 m nha anh em. 4 được 250 m. Made in da băng. Thân nồi carbon tay quay kim loại. Quay nói chung khá là ngon á. Xiết đuôi đây là cái nồi này nó cứng nha anh em. Rồi chế độ hai chiều đây. Một chiều bật qua thôi. Gato 5.2 nha. Gatio 5.2. Máy đây còn khá là sáng anh em. 271 giá 400 thôi. 271 để anh em giá 400k thôi, 400.000 nha. Cái 272 đây. Con máy Shimano Utira 2000. 1000 chứ, 1000. Size 1000 nha anh em. Made in dao băng cho anh em luôn. Con này nồi nhôm, thân carbon tao quay kim loại. Con này hệ thống ABS nha. Nhưng mà quay nó hơi khô dầu anh em. Con này anh em về vô dầu đi nha. Quay rất là êm, hệ thống ABS cho anh em luôn, chế độ 2 chiều đây. Con Utira này anh em biết rồi, đánh rất là êm. Con này anh em về lua ngon. Vô lăng đây, sáng đẹp nha anh em, gạt cước ngon lành. Mô bin sóng. Rồi con này size 1, cước 1, số 1 đường 150m, số 1.5 đường 130m, số 200m, số 365m nha anh em. Con này 272 giá 350 thôi. Con này anh em nào có máy nào đẹp keng mà bị hư gì có thể mua làm linh kiện cũng được. Con này nếu mà đẹp keng giá không dưới 8-900 một con anh em. Rồi tới 273 đi. Con này đai quái tới 1.500, size 6.000, made in da băng. Thân nồi tao quay đều bằng kim loại hết. Máy đây. Nói chung là nó có dơ chày cũng nhiều nha anh em. Quay khá là ngon. Chế độ 2 chiều bật qua. 1 chiều bật lại. Mô bình sóng nha anh em. Mô bình sóng. Vô lăng đây. Sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Tổng thể cái máy đây. Cước 5 220 m, 6 180 m, 7 đường 150 m nha anh em. Máy nói chung khá là đẹp á. Size 6.000. Con này 273 giá 380 nha anh em. 273 giá 380.000 thôi. Đó, nói chung máy nói chung khá là ok anh em ạ. Tới 274 là con máy đai qua Sport No 1 nha, size nó tương đương khoảng 7.000. 7-8.000. Hàng này hàng nội địa Nhật anh em, không để made in da bắn đây nhưng mà nó là hàng nội địa Nhật nha anh em. Mô bình sóng đây. Nắp đây, nắp nó thiếu cái logo đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Quay đây. Con máy này quay khá là ngon. Chế độ 2 chiều bật qua. 1 chiều bật lại. Mô bình sóng nha anh em. Cước số 7 được 255m, 8 215m, 10 được 175m nha anh em. 274 giá 380 anh em à. 274 giá 380.000. Quay hình thì nói chung nó hơi chày tí, chọc sơn anh em. Anh em giờ sơn lại. Size 78.000 giá 380, nói chung là cũng khá là ok cho anh em nha. 274 giá 380. Tới 275 đi.
con máy Olympus Bass 200 made in Nhật Bản. Thân nồi ta quay đều bằng kim loại hết. Quay khá là ngon anh em. Mô bình sống đây. Pu lăng sáng đẹp nha. Gạt trước ngon lành. Chế độ hai chiều vượt qua. Một chiều vượt lại nha anh em. Tổng thể cái máy, nói chung máy size khoảng 6.000 anh em. Máy còn khá đẹp nha. Thông số cước không để trên nồi. Máy khá là ok, tay quay nó hơi xấu một tí thôi. Nói chung còn lại cũng khá là sáng. 257 giá 400. 257 giá 400k nha anh em. Tới 258. 258 thì con máy đây qua ST1000 size tương đương 5.000. Made in Nhật Bản. Thân nồi tay quay đều bằng kim loại hết. Quay đây, nói chung quay khá là nhẹ. Quay hình đây, quay hình nói chung là còn khá là ok nhưng mà có chày nha anh em. Hàng bãi mà chắc chắn sẽ có chày rồi. 276 nha anh em. 276 máy đẹp, mô hình sống đây. Vô lăng sáng đẹp nhưng cái gọng đây hơi ten, hơi gỉ sét đây nha. Gạt cước ngon lành. Quay êm anh em. Quay êm gu chế độ hai chiều vượt qua. Rồi con máy này mã số 276 nha. 276 này đẹp giá 400 luôn em, size 5.000. 276 giá 400k luôn. Tới 277 đây. 277 này con máy đây qua Ririn 3.500, size tương đương 5.000 nha anh em. Cước 4 200m, 5 150m, 6 120m, made in sao băng cho anh em luôn. Thân nồi carbon tay quay kim loại, máy đẹp anh em, máy sáng trưng, vô lăng đây, sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Quay êm. Con này quay rất là ngọt anh em. Máy in sao băng, quay rất là ngọt, chế độ 2 chiều đây. Còn là chế độ 1 chiều nha. Tổng thể nói chung là khá sáng anh em, khá sáng nha. 277 giá 408 nha anh em, 277 giá 408. Con này giá 408 quá rẻ luôn, mềm. Quay hình như vậy cũng quá ngon anh em, da băng nữa. Đi Nhật nha. Tới 278 đi. Con máy Shimano Navi 2000 made in Japan nha anh em. Cước 2 220m, 3 150m, 4 120m. Mô bin sống đây. Vô lăng đá sứ cho anh em luôn, gạt cước ngon lành. Thân nồi carbon. Tay quay kim loại nha. Quay đây. Rất là êm. Chế độ 2 chiều vượt qua. 1 chiều vượt lại nha anh em. Đó, mô bin sống đây. Tổng thể cái máy nói chung là có chày á, nhưng không đáng kể đâu. À. Rồi con máy mã số nó 278 nha. 278 này bán cho anh em con này giá Navi 2000, để cho anh em cái con này giá 308 nha anh em. 278 giá 380.000 thôi. Ok. Rồi tới 279 nha. Mic này em kéo ra đèn tí đi. Sao quá. Rồi ok anh em. 279 đây. Con này con Daiwa, Daiwa G Sportline GS 5000 đây, size con này khoảng 9.000 anh em, máy rất là bự, tính 10.000 á. Made in Taiwan cho anh em. Pu lăng đá sứ nha. Gạt cước ngon lành. Mô bin sống. Thân nồi carbon tay quay kim loại anh em, tay quay đẹp. Quay rất là ngon. Chế độ 2 chiều vượt qua. 1 chiều vượt lại nha. Con này cước 5 250m, 6 200m, 7 170m anh em. Con này cước Econo chứ. Cước Lino đâu. Đây. Cước Lino meter là cước đây, cước 6 được 250m, 8 được 250m, 10 200m và 12 170m. Là cái dây cước mình đang câu đây anh em. Dưới mình đang câu đây. Con này mã số 279 nha, để cho anh em con này bán 308 nhưng mà họ để anh em giá mềm thôi. 350.000. Con này để giá đây 308, họ chỉnh lại 350 thôi. 279 giá 350.000 nha anh em. Tới 280 đây, con máy đây qua Rocat 7000, con này với màu vàng vàng này anh em về chùi ra hết nha. Chùi ra, nó bị dính dầu anh em. Đổi tay trái phải, con này mô bin chết anh em à, mô bin chết nha. Vô lăng sáng đẹp.
gà cước ngon lành luôn. Con này mua bên chết. Bạc đạn hơi xào luôn nè, con này bạc đạn xào. Con này anh em nào có con bái GS màu đen giống vậy nè, có thể lấy mua làm linh kiện được. Dặn ra thì anh em xoay thôi, xoay ngược cái nồi lại nó ra cái này anh em. Còn muốn xoay vô thì cứ xoay thôi, xoay vô. Đó, xiết nha anh em. Con này made in Japan nha. Quay đây, quay nói chung khá là ngon, chế độ hai chiều vượt qua. Đó. Con máy này mã số 280 nha. 280 này em bán 280. Con này giá 280.000 anh em. Con này cái giá 280 thì rẻ bèo luôn á trời. Con này quá ngon. 280 anh em thể lấy về cái bộ nhông ở trong, nếu mà có linh kiện anh em có muốn gì làm linh kiện cũng rất là đáng tiền luôn anh em. Tay quay này không anh em cần khi mua cả trăm mấy một cái rồi. Rồi 280 giá 28. Mã 280 giá 280 luôn. Dạ. Tới 281 đúng rồi, 281 đây. Con đây qua. Đây qua. Con này quay hình xấu nè. Size con này chắc cỡ 8.000, máy bự. Con này quay không được êm lắm anh em ơi. Hàng đời cổ. Mô bin sống đây. Cốt đây, mở nồi anh em phải dặn nè. Dặn qua chữ ốp là mở nồi nha. Đó, giờ đang cứng là chữ on nè, anh em dặn chữ ốp mở nồi. Khi đóng nồi lại cứ đóng lại thôi, đóng lại lại cho nó vô cái khớp, vô cái khớp rồi rồi mới dặn qua đây lại nó sẽ dính nồi lại. Nha anh em. Gạt cước ngon lành. Con này nói chung nó ngoại hình xấu anh em, bán giá rẻ cho anh em thôi, giá rẻ cho anh em về sưu tập hoặc là câu kéo bình thường anh em. Daiwa Million 1050. Thông số cước không để luôn. Con này mã số 281 giá cho anh em 230 thôi. Với cái giá này bèo cho anh em 230.000. 281 giá 230k nha. Cái 282 đây con máy máy câu ISO anh em. Quay im gu à. Cái này chế độ một chiều nha. Quay một chiều như là đang gương cá thôi. Còn anh em mà cần ISO mà đang đóng cá đúng không? Đóng cá nên bật qua chế độ 2 chiều. Anh em bóp cái phanh lại. Là có nghĩa là nó đang 1 chiều nè. Anh em bật chế độ 2 chiều mà bóp phanh là nó là 1 chiều. Anh em quay vô nè. Quay vô thu cước anh em. Giống như câu tay chợ máy ISO thì nó giống câu tay chợ máy vậy đó. Thì anh em quay là thu cước nè. Đó, thu cước vô nha. Còn anh em mà thấy nó con cá nó cắn mà nó gượng nghi cần quá, nó sợ gãy á, thì anh em buông cái phanh ra để cho nhả cái này lại. Buông nhấp nha anh em, đừng có buông ra hết, nó sẽ nhả, nó sẽ sợ nó gói dây nha anh em. Buông nhấp để cho cái ngọn của mình á, nó không có chịu lực tác động nhiều nhất có thể để nó đảm bảo mình cái dòng con cá nó vào bờ anh em. Đó, ok anh em. Anh em bóp vô nó một chiều. Đó, buông ra nó là hai chiều, là xả cước anh em. Này, cái quản lý của cần câu ISO nha anh em, mô bin chết. Không phải mô bin sống. Daiwa Emblem 2500 anh em. Sử cước nó sử dụng 5 bạc đạn. Made in Japan, tem lụa cho anh em luôn. Cước 2 200m, 3 150m, 4 100m. 282 giá 700k thôi. 282 bán cho anh em giá 700.000 nha. 700k một con máy câu ISO nè mà. Máy cần máy câu ISO nha. Tới 283 con máy Shimano Shinado nha anh em. Con này size nó là size 2500. Ngoại hình thì nói chung là có chày như vậy nha anh em. Mô bin sống này. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Thông số nồi đây, made in Malaysia nha. Made in Malaysia. Hệ thống ABS. Con này quay rất là nhẹ, câu lua ngon anh em à. Đổi tay trái phải nha. Quay rất là êm luôn. Con này không có chế độ 2 chiều nha. Nó không có luôn chứ không phải nó bị hư nha anh em. Không có chế độ 2 chiều. Không có chế độ 2 chiều luôn. Quay rất là êm đây. Gạt cước ngon lành. Con này cước 2.5 thì được 150m nha anh em. Còn cái cước beer của nó là cước cước 8 thì được 140m. Còn beer 0.25 thì được 160m.
Mã số 283 giá 700k luôn. 283 giá 700.000 luôn nha anh em. Con này nếu mà đẹp giá cũng hoài triệu mấy á. Còn này hơi chạy bán anh em 700k thôi. Tới 284 nha. Con máy đây qua emblem 2000, size 2000. Cước 2 150m, 3 100m, hệ thống ABS cho anh em nha. Nó vướng gì vậy ta? Để em coi vướng dây vướng gì. À cái nồi chưa siết cứng nha. Cái nồi chưa siết cứng thì nó còn hở nó cà vô đây nè. Siết nó vô nó đứng lại là hết kêu thôi. Đó thấy không? Quay em gu à. Hệ thống ABS cho anh em luôn. Quay rất là ngon. Made in Japan, băng chế độ 2 chiều vượt qua. Con này câu lua là hết bài luôn em. Con này câu lua là hết bài luôn. Mô bin sống đây. Gạt cước ngon lần. Pô lăng sáng đẹp nha. Máy đây. Nói chung máy có hồi hình có chày nha anh em. Có chày như video đây. Con này nếu mà đẹp giá rất là cao anh em. Giá trên 1 triệu hoài á. Đẹp là giá trên 1 triệu hoài anh em à. Con này mã số của nó là 284 giá 500 thôi nha. 500k. Một con máy cho anh em chiên câu lua mà muốn ngon bổ rẻ thì cái dòng máy nó hơi chày tí nha. Ngon bổ rẻ luôn nhưng mà nó không có đẹp, nó đẹp thì giá nó rất là cao. Rồi, anh em lấy con máy nào cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.